Đầu tiên là chúng ta sẽ gấp cái cọng yên này xuống trước. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái cổ này sát xuống dưới để cho khi chúng ta gấp vào xe nó sát nhất. Ở phần mối nối này thì các bạn sẽ ấn xuống nhé. Đây nó sẽ có một cái chốt để giúp cho chúng ta không bị bong này, không bị tuột khi mà đang di chuyển này. Chúng ta ấn xuống xong rồi mở ra này. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review xe của FXBuy. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi bán được một lượng rất nhiều những dòng xe gấp. Vì vậy cho nên nhu cầu xe gấp của chúng ta đang tăng rất cao. Và hôm nay FXBuy cũng xin giới thiệu đến các bạn một mẫu xe gấp để các bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn trong sau khi xem cái video này. Là một trong những dòng xe gấp với kiểu dáng mà tôi đánh giá đó là rất là hiện đại cộng với kiểu dáng sang trọng. Và tích hợp với độ chắc chắn của xe. Và sau đây thì chúng ta cùng đi review chiếc xe ở phía sau tôi. Đó là chiếc XDS K3. Ngay trên màn hình thì các bạn cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy được luôn về kiểu dáng của chiếc xe XDS K3 này. Nó mang hơi hướng của một chiếc xe châu Âu. Nó mang được một cái phong cách hiện đại cộng với một kiểu dáng vẫn đảm bảo được nó gấp gọn và thể thao trường xe. Đầu tiên thì về chiếc khung thì chúng ta có thể đi sâu vào nữa để có thể nhìn kỹ hơn về nước sơn cũng như là tem của chiếc khung này. Với chiếc khung của K3 hiện tại đang sử dụng đó là khung nhôm X6 của XDS. Và toàn bộ những phần mối hàn của khung nhôm X6 này đều được xử lý mài nhẵn tất cả các mối hàn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là cái gióng khung phía trên của chiếc K3 này tạo thành một đường vòng vuốt lên cao, và chúng ta có thể cảm nhận được nó cho chiếc xe trường hơn, dài hơn là những chiếc xe gấp mà có những gióng khung thẳng về phía trước. Ngoài cái kiểu thiết kế gióng khung nó vòng lên như này tạo cho chúng ta cảm giác được là cái xe này nó dài hơn so với những chiếc xe gấp khác. Tuy nhiên thì về kích thước thì vẫn là bằng những chiếc xe bánh 20 gấp khác thôi. Về phối tem thì chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng là hài hòa. Đây là một chiếc xe có chất liệu màu xanh nước biển cộng pha với màu trắng của XDS. Hiện tại thì với chiếc K3 này thì hiện tại chúng tôi đang có khoảng 3 màu. Đó là màu xanh biển này, màu đen pha với xanh cộng với màu xanh trắng này và màu đen xanh lá. Về phối tem của chiếc XDS K3 này thì chúng ta có thể thấy được đó là điểm nhấn ở phía giữa của chúng ta. Đó chính là chữ XDS to bản nằm phía giữa này. Chữ K3 được in đậm ở phía trên này, chúng ta có thể thấy. Và với thiết kế khung to ở phía đầu và vuốt nhỏ về phía sau, dần dần tõe ra hai bên thì tạo cho chiếc xe có sự liền mạch, liền khối ở trên thiết kế. Ngoài ra về phần tem thì chúng ta cũng thấy nhận thấy được rằng nước sơn này là nước sơn tĩnh điện 3 lớp với nước sơn màu xanh và màu trắng đều là nước sơn bóng. Chúng ta có phần X6 được in vào đây. Và có hai gióng khung đấu xuống phía dưới tạo cho cái chiếc xe này có độ chống chắc ở phía giữa như thế này. Vì vậy nên khi chúng ta thử test chiếc xe này thì tôi đã thử test thì là cảm giác chắc chắn gần như là không có gì gọi là phát hiện ra nó là một chiếc xe gấp nếu như mà chúng ta không để ý đến kỹ đến những phần mối gấp. Tí nữa chúng ta sẽ test thử về phần khung này. Toàn bộ những chiếc xe XDS mà chúng tôi nhập khẩu về đều có tem và mã vạch chính hãng xuất xưởng. Đi các nước, đi Việt Nam hay đi Thái Lan, Campuchia hay các nước châu Âu đều phải có tem như thế này để họ kiểm soát về phần xuất xưởng. Ok, ở trên khung thì chúng ta cũng có thể thấy được đó là phần mối nối này. Mối nối này, tuy nhiên thì với chiếc xe K3 này thì tôi thấy là mối nối ở cái phần gấp này nó vẫn lồi to lên để tạo ra sự chắc chắn. Tuy nhiên nó không bị thô như những chiếc xe gấp bình thường là họ có mối hàn ở đây. Và có những cái ốc đai bắt khá là chắc chắn cùng với một thanh chốt màu nhôm màu bạc ở đây. Và có chốt lẫy để chống bung bằng nhựa cứng được đặt ở đây. Ok. Chúng ta vẫn có trên khung có hai ốc để chúng ta bắt giá gọng bình nước. Về phần từ phía dưới lên thì chúng ta có một thanh nhôm thẳng màu đen. Với thanh này thì chúng ta không thể nâng cao hoặc là hạ
cọc yên hạ ghi đông được, mà nó là cọc yên cố ghi đông cố định. Chúng ta có một khóa mở để gấp chiếc ghi đông ở đây, đều được có dập nổi XDS ở đây và rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ test độ gấp này khi mà ở phần cuối video nhé, các bạn hãy đón chờ. Lên phía trên thì chúng ta cũng có một phần để xoay ghi đông lên hoặc xuống theo đúng với tư thế ngồi của chúng ta, và tất cả các mối nối này đều rất là chắc và nhẹ, và chúng ta đều có dập nổi XDS ở phía trên phần các linh kiện này. Chúng ta có ghi đông là đều bằng nhôm X6. Chúng ta có hai bộ tay phanh nhôm với sức bật khá tốt và chắc chắn. Chúng ta có một bộ số của Litu A3. Bộ số của Litu A3 với 8 tầng lip phía sau. Với con K3 này thì chúng ta chỉ có một đĩa thôi và 8 tầng lip và tay phanh nhôm. Chúng ta có một bộ tay nắm cao su ở phía trên ghi đông này, với một thiết kế khá là cải tiến. Nó có những cái đường răng này và đều có đệm tay cho chúng ta để chúng ta đỡ bị tê tay, hay là to hơn chúng ta cầm nắm dễ hơn, không bị trơn trượt. Xuống phía dưới một chút, ở trên chỗ bắt chấu của ghi đông thì chúng ta đều có hai ốc khá là to và chắc chắn để giữ lấy chiếc cổng phốt này. Và về mặt trước của chiếc XDS K3 thì chúng ta cũng có hai dòng XDS chạy hai bên, giống như các cái hơi hướng thiết kế của những chassis XDS mà chúng ta đã review. Tiếp theo xuống thì chúng ta có một bộ càng nhôm của K3, tuy nhiên cũng đều được mài mối hàn một cách khá là tỉ mỉ, cũng như là nhìn rất là mượt. Nước sơn thì đánh giá là sắc nét và đảm bảo chất lượng để xuất sang tiêu chuẩn châu Âu. Với chiếc bánh của XDS K3 này thì chúng ta đang được sử dụng đó là chiếc bánh 20 inch với một vành nhôm hai lớp 20 inch. Chúng ta có một bộ xăm lốp đó là CST với cỡ là 20 x 1.5, sản xuất tại China nha các bạn. Chúng ta có một bộ Meyer nhôm khá là to và dày dặn, màu đen, và có tai khóa mở nhanh ở trên chiếc Meyer này rồi. Thêm vào nữa, một điều mà chúng ta đáng chú ý nữa đó là chiếc XDS K3 này đã sử dụng lên phanh đĩa. Với phanh đĩa phi là 140 nha các bạn. Phi 140 cộng với bộ phanh đĩa nhôm liền mạch với chiếc tay nhôm ở trên. Ok, chúng ta sẽ đi về phần đùi đĩa của chiếc XDS K3 này. Về đùi đĩa của chiếc XDS K3 này thì chúng ta cũng có thể thấy trên màn hình, đó chính là bộ đùi nhôm của XDS với đĩa răng khá là to. Tôi đang không nhìn thấy thông số là bao nhiêu răng ở trên bộ đùi đĩa này, tuy nhiên thì tôi đoán nó rơi vào khoảng 48 răng ở trên bộ đùi đĩa to này. Toàn bộ các chắn đĩa này cũng đều bằng nhôm nha các bạn. Toàn bộ phần này nhôm, phần đùi đĩa cũng là phần nhôm. Ngoài ra các bạn có thể thấy đó chính là đùi đĩa này, đùi đĩa rỗng. Đùi đĩa rỗng thì đương nhiên là vòng bi sẽ là vòng bi bạc đạn và giúp cho chiếc xe của chúng ta nhẹ hơn rất nhiều so với bùi đĩa đặc. Thêm vào nữa thì chúng ta có thêm một bộ chắn xích ở đây dành cho các bạn, vì đây là chiếc xe một đùi đĩa một tầng, cho nên là nhà sản xuất sẽ thêm cho chúng ta một phần nhựa để chắn xích ở đây, tránh cho trường hợp chúng ta bị tuột xích ra ngoài. Vì vậy chiếc xe này thì đảm bảo an toàn cho các bạn không bị tuột xích nhé. Tiếp theo về phần phía sau một chút nữa của chúng ta thì chúng ta đang có đó là chiếc K3 có bộ củ đề sau là của A3. Là A3 L2 với 8 tầng lip. Với 8 tầng lip phía sau. 8 tầng lip phía sau, một tầng nhỏ nhất của chiếc lip này đang là 11 răng và tầng to nhất là 28 răng. Bằng với tầng lip răng xe đua của Claris với số răng như thế này. Và chúng ta cũng có một bộ vành nhôm hai lớp của XDS với dán tem nha các bạn, dán tem XDS. Và chúng ta cũng có một bộ lốp đó là 20 x 1.5 của CST
với một bộ Meyer sau, đó là Meyer nhôm dày dặn màu đen, và tiếp theo đó là một bộ phanh đĩa nằm ở phía sau. Chúng ta có một bộ phanh đĩa dấu cũng khá là đẹp, nằm ở giữa phần hai háng khung này, tạo cho chiếc xe nó gọn hơn rất nhiều với củ phanh như thế này, và độ bám, độ chắc cũng giữ chắc hơn khi mà chúng ta có hai ốc mắt chắc chắn ở đây. Với bộ đĩa này thì đĩa sẽ là đĩa 140 phi thôi, và Meyer sau cũng có khóa mở nhanh như thế này. Chúng ta có một bộ chân trống rất chắc chắn nằm ở phía giữa của chiếc xe. Tôi có thể gạt cho các bạn xem, rất là chắc chắn, các bạn có thể nhìn thấy nó không yếu xìu như những cái chân trống khác. Với chân trống của K3 thì đảm bảo cho các bạn là đảm bảo đủ chắc chắn và chống xe tốt. Ok, chúng ta đi sang phần này để chúng ta xem phần cọc yên của chiếc XDS K3 như thế nào. Về cọc yên của XDS K3 thì là cọc yên nhôm các bạn. Tôi sẽ xem cho các bạn nó là đang là phi bao nhiêu. Cọc yên rất là dài nên các bạn có thể cao 1m8 hay là 1m75 đều chạy được. Đây, ngay cả những cái phần nhỏ như thế này cũng cần phải có logo của XDS được in lên. Lên phía trên một chút thì chúng ta có đang có đó là bê đan nhựa của XDS. Bê đan nhựa này chúng ta có thể gấp lại được nhé. Ở đây tôi đang hơi khó để mà biểu diễn gấp cho các bạn. Tuy nhiên thì bê đan này chúng ta có thể gấp lại được. Và chúng ta có một bộ yên da của XDS. Đều có nhám chống trượt ở đây. Và có chữ XDS được in ở đây. Yên da mềm nhé các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ muốn thử trước khi mà chúng ta gấp lại thì tôi sẽ thử chiếc phanh của chiếc XDS này cộng với độ chắc chắn của chiếc xe gấp XDS này. Các bạn có thể nhìn ở xa một chút. Với chiếc XDS này thì tôi cảm giác khá là chắc chắn, không hề có gì gọi là biểu hiện của những chiếc xe gấp cả. Đây, những mũi nối của các bạn có thể nhìn thấy không hề có rung lắc gì cả. Ngay cả khi tôi phanh đây, tôi sẽ test phanh cho các bạn, rất là ăn. Rất là chắc chắn, phanh sau phanh trước. Và tiếp theo thì tôi sẽ gấp thử chiếc xe gấp này xem nó gọn như thế nào cho các bạn nhé. Đầu tiên gấp thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cọc yên này xuống trước, sau đó chúng ta sẽ xoay cái cổ này sát xuống dưới để cho khi chúng ta gấp vào xe nó sát nhất. Ở phần mối nối này thì các bạn sẽ ấn xuống nhé. Đây nó sẽ có một cái chốt để giúp cho chúng ta không bị bong này, không bị tuột khi mà đang di chuyển này. Chúng ta ấn xuống xong rồi rửa ra này. Ok, một điều hay nữa là với chiếc xe gấp này thì họ không gấp cái đầu này sang bên này, mà họ gấp sang bên này thì nó sẽ gọn hơn khi mà chúng ta gấp hai chiều trước này lại. Đó, thì cái đoạn này nó sẽ sát hơn. Còn với những chiếc xe gấp khác thì họ đặt cái ghi đông này nằm bên trong thì về lại xe nó sẽ không gọn được như thế này. Đây gần như là hai chiếc bánh xe nó sát vào nhau. Với thao tác gấp rất là nhanh gọn của tôi thôi, nó rơi vào khoảng đâu đó chưa đến một phút thôi thì tôi đã gấp xong chiếc xe rồi. Và tương tự như vậy chúng ta mở ra cũng rất là nhanh và đều chắc chắn, đảm bảo chắc chắn cho các bạn. Vậy là chúng ta vừa mới đi review chiếc xe XDS K3, một chiếc xe gấp, một trong những thiết kế hiện đại tương lai, một trong những thiết kế mà tôi cảm thấy thích ở một mẫu chiếc xe gấp, và màu mè phối hợp cũng rất là hài hòa và đẹp. Hiện tại thì những mẫu xe gấp của XDS thì chúng tôi đều có sẵn, với đặc biệt là với mẫu K3 này, chúng tôi có khá là nhiều màu ở trên website của chúng tôi. Các bạn có thể xem trên website đó là xedaphn.net để cập nhật thêm giá của chiếc xe K3 này với những chương trình khuyến mại ở trên website của chúng tôi. Và đặc biệt là đừng quên ấn like và subscribe kênh của chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực để đưa đến nhiều những cái video hữu ích dành cho các bạn, để các bạn có thể lựa chọn những chiếc xe tốt nhất. Còn bây giờ thì xin nói lời chào và tạm biệt các bạn. Xin chào.